Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự trưa nay có những nội dung chính như sau. Hội nghị triển khai giám sát, đánh giá và quản lý dự án nâng cao năng lực phòng chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng. Tăng cường công tác quản lý thị trường trong những tháng cuối năm. Thành phố Đồng Hới, tỷ lệ tiêm phòng vaccine cúm gia cầm đạt cao. Phóng sự những chuyển biến tích cực trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hôm qua 30 tháng 9, Ban Quản lý Dự án Nâng cao Năng lực Phòng chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị triển khai giám sát đánh giá và quản lý dự án năm 2014. Dự án nâng cao năng lực phòng chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng sông Mekong mở rộng tại tỉnh Quảng Bình tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ trong hệ thống phòng chống HIV/AIDS tuyến trung ương, tỉnh, huyện thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn và đào tạo thạc sĩ tại Hà Lan, giám sát hỗ trợ kỹ thuật của tuyến trung ương cho tuyến huyện và xã, cung cấp trang thiết bị xét nghiệm, theo dõi và giám sát, truyền thông cho các đơn vị tuyến tỉnh, huyện nhằm tăng cường độ bao phủ các dịch vụ có chất lượng tại tỉnh và huyện, tăng cường năng lực cho hệ thống y tế xã, phường triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, cung cấp các vật dụng và tài liệu tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS cho nhân viên y tế thôn bản. Các hoạt động trên nhằm hướng tới mục tiêu đến năm 2018 có 80% đối tượng hiểu đúng về lây truyền HIV và biết biện pháp phòng chống, chặn đứng và bắt đầu thu hẹp sự lây lan của HIV/AIDS đến năm 2023 và duy trì ổn định tại mỗi vùng dự án. Cũng trong ngày hôm qua 30 tháng 9, Học viện Chính trị khu vực 3 phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hành chính K5 hệ tài chức khóa học 2012-2014. Lớp cao cấp lý luận chính trị hành chính hệ tài chức khóa 5 có 118 học viên là cán bộ chủ chốt, cán bộ trong diện nguồn quy hoạch của các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, huyện, thành phố và một số đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trong hai năm học tập, các học viên đã được nghiên cứu một cách hệ thống các tri thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và các bộ môn khoa học về triết học, kinh tế chính trị, quản lý nhà nước, chủ nghĩa xã hội khoa học lý luận về xã hội nhân văn, lý luận về nhà nước và pháp luật. Từ đó để các học viên có thể vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn lãnh đạo và quản lý, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, xây dựng tổ chức cơ sở ngày càng vững mạnh. Kết thúc khóa học, 100% học viên đã hoàn thành tốt chương trình đào tạo. Tại lễ bế giảng, tất cả học viên đã được nhận bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hành chính. 8 học viên đã được Học viện Chính trị khu vực 3 khen thưởng vì có nhiều thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Huyện Quảng Ninh vừa tổ chức tập huấn điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 cho Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo, cán bộ chính sách các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Nội dung tập huấn là triển khai thông tư số 21/2012 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về hướng dẫn quy trình điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm. Kế hoạch của Ban chỉ đạo điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 tỉnh. Đồng thời hướng dẫn quy trình điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bộ công cụ điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014, hướng sử dụng các mẫu biểu tổng hợp kết quả điều tra và thực hiện quy trình ghi phiếu, ghi biểu mẫu v.v. Qua đó giúp cho các điều tra viên thực hiện tốt công tác điều tra, ghi chép chính xác và đúng thực tế tại các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ và công bằng, có sự tham gia của đông đảo nhân dân trong quá trình rà soát, điều tra, bình xét. Thời gian các xã thị trấn thực hiện điều tra bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11. Sau đó tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường, tính đến hết quý 3 năm 2014, lực lượng quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh đã thực hiện kiểm tra 1.375 trường hợp hoạt động kinh doanh thương mại, trong đó phát hiện 869 vụ vi phạm và đã xử lý 863 vụ vi phạm. Cụ thể, lực lượng quản lý thị trường đã phạt cảnh cáo 328 vụ, phạt tiền 491 vụ và tịch thu hàng không xác định chủ sở hữu 44 vụ. Tổng số tiền phạt vi phạm gần 8,8 tỷ đồng, trong đó phạt hành chính trên 2 tỷ đồng, bán hàng tịch thu 5,2 tỷ đồng, hàng tịch thu chưa bán là 1,6 tỷ đồng và trị giá hàng tiêu hủy 209 triệu đồng. Riêng trong quý 3 năm 2014, lực lượng quản lý thị trường đã thực hiện kiểm tra 532 trường hợp, phát hiện 377 vụ và đã xử lý 368 vụ vi phạm, tổng số tiền phạt vi phạm gần 5,4 tỷ đồng. Trong những tháng cuối năm, lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, góp phần đảm bảo bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán.
trong tháng 9, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình diễn biến phức tạp. Mặc dù cả lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên cả tuyến đường, nhưng tai nạn giao thông vẫn xảy ra ở mức cao. Tháng 9 là tháng diễn ra nhiều sự kiện lớn của dân tộc, nên lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Vì thế mà số vụ và số người chết do tai nạn giao thông xảy ra ở mức cao. Trong tháng, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 14 người, bị thương 20 người, thiệt hại tài sản trên 80 triệu đồng. So với tháng 8, tăng 9 vụ, tăng 6 người chết. Trong đó đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cũng trong tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên 2.700 trường hợp. Trong đó chủ yếu về các lỗi phương tiện chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 624 phương tiện, gồm 55 xe ô tô và 569 xe mô tô, phạt tiền gần 46 triệu đồng. Trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào của dân tộc, thanh niên Việt Nam luôn là lớp người đi đầu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới ngọn cờ của Đảng, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã lập nên những chiến công hiển hách, góp phần viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc. Hơn nửa thế kỷ xây dựng, rèn luyện và phấn đấu trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam. Đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên. Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019 là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, sôi nổi của các tầng lớp thanh niên, là diễn đàn để thanh niên Quảng Bình thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện, bày tỏ khát vọng và quyết tâm cống hiến sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới và hành động, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019, chính thức được diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 10 năm 2014 tại thành phố Đồng Hới. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Thành phố Đồng Hới, tỷ lệ tiêm phòng vaccine cúm gia cầm đạt cao. Phóng sự những chuyển biến tích cực trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch nhằm thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân xã Đại Trạch đã tổ chức mô hình điểm dồn điền đổi thửa lần thứ 2. Xã Đại Trạch có 8 thôn, trong đó Lý Nhân là một trong những thôn có diện tích đất nông nghiệp lớn nhất với khoảng 120 ha. Trước đây, dù đã tiến hành dồn điền đổi thửa một lần, nhưng nhiều hộ gia đình vẫn phải canh tác trên nhiều diện tích đất khác nhau. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch. Vì vậy, năng suất cũng như chất lượng giống cây trồng không được cao. Chính vì vậy, việc triển khai dồn điền đổi thửa tại xã Đại Trạch là một chính sách đúng đắn trong bối cảnh hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn như hiện nay. Việc dồn điền đổi thửa không những giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, mà còn tạo điều kiện để chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tổ chức sản xuất hàng hóa, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới ở Đại Trạch. Tính đến cuối tháng 9, thành phố Đồng Hới đã hoàn thành kế hoạch tiêm phòng các loại vaccine cho gia súc gia cầm đợt 2 năm 2014 và đạt tỷ lệ khá cao. Theo đó, thành phố đã tiêm được 10.500 liều vaccine cúm gia cầm, đạt 350% kế hoạch và là địa phương có tỷ lệ tiêm phòng vaccine cúm gia cầm cao nhất toàn tỉnh. Ngoài ra, đối với việc thực hiện tiêm các loại vaccine khác như lở mồm long móng, tiêm được trên 1.150 liều, đạt 81%. Vaccine tụ huyết trùng châu bò tiêm được trên 1.000 liều, đạt 63%. Thành phố Đồng Hới cũng đã thực hiện có hiệu quả tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2014 với trên 600 lít hóa chất được phun tại các khu vực chăn nuôi, diệt mũi tập trung, tại các chợ và các khu vực tiếp giáp với các địa phương khác nhằm ngăn chặn không để dịch bệnh phát sinh và lây lan. Những năm gần đây, xã Tiến Hòa, huyện Tiến Hòa đã có nhiều cơ chế hỗ trợ khuyến khích người dân đầu tư phát triển các mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng đàn trâu bò trong toàn xã Tiến Hòa có trên 1.000 con, đàn lợn gần 1.500 con, đàn gia cầm gần 28.000 con. Để phát triển chăn nuôi, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn mở rộng chuồng trại, chủ trọng đầu tư con giống mới, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Tuy nhiên,
tốc độ phát triển chăn nuôi của xã Tiền Hòa hiện vẫn còn chậm, chất lượng và giá trị sản phẩm còn thấp, quy mô chăn nuôi còn nhỏ lẻ, manh mún, tự phát, thiếu quy hoạch. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi còn chậm, công tác phòng chống dịch chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy, việc triển khai chăn nuôi chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của xã. Huyện đoàn Lệ Thủy vừa phối hợp với xã Thái Thủy tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà văn hóa, điểm vui chơi cho thanh thiếu niên thôn Minh Tiến. Công trình được tài trợ bởi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Công trình nhà văn hóa, điểm vui chơi cho thanh thiếu niên thôn Minh Tiến có diện tích 92,3 m². Mẫu thiết kế nhà văn hóa gồm có một hội trường và 4 phòng chức năng. Tổng kinh phí xây dựng công trình nhà văn hóa thôn trên 530 triệu đồng. Trong đó kinh phí được tài trợ bởi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là 300 triệu đồng. Nhân dân địa phương đóng góp 150 triệu đồng, ngân sách của huyện 50 triệu đồng, dự kiến sẽ hoàn thành sau 3 tháng. Xây dựng nhà văn hóa, điểm vui chơi cho thanh thiếu niên thôn Minh Tiến không chỉ thể hiện sự quan tâm của các cấp đối với địa phương thuộc xã miền núi còn gặp nhiều khó khăn, mà còn tạo ra một điểm sinh hoạt vui chơi giá trị lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu niên nói riêng và người dân trên địa bàn nói chung. Quảng Bình có hai dân tộc thiểu số chính là Bờ Rô, Vân Kiều và Chiết. Đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thành công đông, chủ yếu ở 107 thôn bản, thuộc 17 xã miền núi vùng cao của tỉnh. Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, sớm đưa vùng miền núi tiến kịp miền xuôi. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã tiếp tục thực hiện các chương trình chính sách đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, tập trung nguồn lực để xóa đói giảm nghèo, tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên, hòa nhập vào sự phát triển chung của cả nước. Các chính sách đầu tư hỗ trợ cho vùng miền núi dân tộc thiểu số như chương trình 135, chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo quyết định 134 của Thủ tướng Chính phủ. Chính sách định canh định cư, chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi và chính sách an sinh xã hội khác đã tạo tiền đề cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Bình vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Từ năm 2009 đến nay, riêng chương trình 135 đã đầu tư xây dựng 117 công trình giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nước sạch, vân vân, với tổng số vốn trên 120 tỷ đồng. Đến nay, 100% xã đồng bào dân tộc thiểu số có đường ô tô được nhựa hóa đến trung tâm xã. 100% số xã có trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trạm y tế đã được kiên cố. 100% số xã phủ sóng phát thanh truyền hình, sóng viễn thông, mạng internet về trung tâm. Gần 90% số xã có điện lưới quốc gia với trên 80% số hộ được dùng điện. Được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư trên địa bàn xã Đồng Xuân rất là nhiều cái mô hình thì phát triển sản xuất chăn nuôi rồi giao đất giao rừng để động viên đồng bào ổn định định cái nền cư. Cho đến hôm nay thì đối với các bạn đồng bào bên kia ở Trường Xuân thì là có là điện đường, đặc biệt là đường bê tông đã về đến là khu dân cư của một số thôn bản. Việc thứ hai nữa là về cái sản xuất thì đồng bào người ta đã biết sản xuất lúa nước. Hiện nay thì đời sống của bà con nó khá lên. Về lĩnh vực văn hóa xã hội thì con em của đồng bào là đã đến trường đầy đủ. Kết cấu hạ tầng được đầu tư, giao thông thuận lợi, tạo điều kiện cho sự trao đổi hàng hóa và từng bước thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Bình. Cũng từ đó, sản xuất nông lâm nghiệp có nhiều chuyển biến so với trước đây. Hiện nay, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có hơn 288 ha đất sản xuất lúa nước hai vụ một năm. Sản lượng bình quân đạt 40 tạ trên 1 ha. Đây là tín hiệu đáng mừng, thể hiện sự chuyển biến tích cực về thay đổi nhận thức của bà con. Đặc biệt là một số tộc người trước đây chỉ biết phạt đốt cột trỉa, lương thực chủ yếu từ nương rẫy, thì nay đã biết thâm canh lúa nước cho sản lượng cao, như các tộc người Dục, Khua, Ma Cong, Mã Liềng. Bên cạnh đó, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã biết cải tạo vườn đồi, trồng cây ăn quả, cây công nghiệp, kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm, tạo nên các mô hình phát triển kinh tế tổng hợp đa canh. Năm qua, nhà nước đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Do vậy, hệ thống điện, đường, trường học, trạm y tế, chợ, trụ sở làm việc và nhà văn hóa thôn bản được tăng cường nhiều hơn, do đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu của sự phát triển kinh tế và đời sống dân sinh của đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác giao đất, giao rừng, chỉ đạo sản xuất, hỗ trợ vốn, giống, chuyển giao kỹ thuật được các cấp quan tâm. Vì vậy, sản xuất nông nghiệp mà nhất là trong rừng kinh tế, phát triển chăn nuôi và trong lúa nước ngày càng có nhiều tiến bộ, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất có kinh tế cao và nhiều cá nhân sản xuất giỏi, thu nhập của đồng bào được tăng lên,
tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể hàng năm. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, chính sách xã hội được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Do vậy, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ngày càng được cải thiện và nâng cao. Ưu tiên tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, tập trung giải quyết tốt về nhu cầu đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số, khắc phục tình trạng du canh du cư, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình chính sách đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào là những quyển sách phương hướng cho công tác dân tộc ở Quảng Bình trong những năm tiếp theo, nhằm góp phần xây dựng và phát triển quê hương Quảng Bình giàu đẹp. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 1 tháng 10, khu vực miền núi mới thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mới thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mới thay đổi, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m.